Đông đường hoàng cung. Các ngươi là muốn ép cung sao? Bệ hạ, chuyện này tuyệt đối không được. Lăng Tiêu đó chẳng qua chỉ là người phàm, làm sao xứng với tiên hoàng bệ hạ? Hơn nữa hắn còn là một phế vật không thể tu luyện. Bây giờ bệ hạ vốn không tiện bàn chuyện cưới gả, cho dù muốn gả cũng phải tìm mối tốt. Con trai của Uy tướng quân Uy Tuấn Lang và bệ hạ cùng vào Châu Vực Long phụng bản, thiên tư như này mới là đối tượng tốt của bệ hạ. Trẫm đang hạ chỉ. Không phải đang thương lượng với các ngươi. Bệ hạ, xin hãy suy nghĩ lại. Các ngươi muốn tạo phản hả? Lập tức bãi giá phủ quốc sư. Ai dám ngăn cản, giết không tha. Kẻ ăn chơi không thể tu luyện như mình cũng chỉ có thể cho cá ăn, trêu chọc mèo. Cha ơi cha nói xem, cha sao lại không chịu trách nhiệm như vậy chứ? Bị mở lợn nắp tim hay sao mà tự dưng trồng ngộ đạo chủng gì đó vào trong cơ thể của con? Khiến cho cuộc sống của con không thoải mái như trước. Cha, con cảm ơn cha. Thiếu gia không hay rồi. Con gái của Trần Thượng Thư dẫn đại công tử nhà Uy tướng quân xong vào rồi. Lăng Tiêu, một người phàm như ngươi lại dám dòm ngó bản tiểu thư, còn nói bậy bạ với bản sự trong sạch của ta. Hôm nay ngươi buộc phải quỳ xuống nhận lỗi. Trần Kiều Diễm, con gái của Lễ Bộ Thượng Thư. Lăng Tiêu, nếu ngươi quỳ xuống nhận lỗi trước Kiều Diễm, nó không chừng ta có thể tha cho ngươi một mạng, cho ngươi tới phủ ta dọn nhà xí. Uy Tuấn Thiên, trưởng tử của Uy tướng quân. Ây dô, ta cứ tưởng là ai, thì ra là Trần Tiểu Thư hôm qua ở trước mặt ta bày ra dáng vẻ lả lơi, khiến ta ói đầy đất. Các ngươi có phải lầm nhầm không vậy? Xông vào phủ quốc sư còn muốn bắt ta xin lỗi. Thật sự cho rằng cha ngươi còn à, phủ quốc sư bây giờ cho dù bị ta san bằng cũng không ai quản. Nếu ngươi không chịu nhận lỗi, vậy thì đánh tới khi ngươi nhận lỗi. Không ngờ thân thủ của tiểu gia lại nhanh nhẹn như vậy nhỉ, chỉ dựa vào mấy phế vật này cũng muốn đụng vào ta ư? Phế tử bẩm sinh này của mình cứ luôn vào những lúc như này kéo chân. Cha, người hố con trai thật thảm mà. Đáng hận. Cha, người hố con trai thật thảm mà. Tiếp xúc với võ kỹ nhất tinh, Liêu Âm Thoái, lĩnh ngộ 10%, lĩnh ngộ 20%. Lĩnh ngộ hoàn mỹ. Tiếp xúc với võ kỹ nhất tinh, Hổ Hành Quyền, lĩnh ngộ 10%, lĩnh ngộ 20%. Lĩnh ngộ hoàn mỹ. Chuyện gì vậy? Mình cảm thấy trong cơ thể có luồng lực đang dao động. Hổ Hình Quyền không phải võ kỹ của nhà Uy tướng quân hay sao? Tại sao mình đột nhiên lĩnh ngộ được? Mình vừa rồi sử dụng Hổ Hình Quyền. Lĩnh ngộ vừa rồi đều là thật sao? Hay cho một cú phản kích. Không ngờ một người phàm như ngươi có thể sử dụng võ kỹ bình thường tới mức xuất thần nhập hóa, là ta xem thường ngươi rồi. Nhưng ngươi vẫn là phế vật. Tiếp xúc với võ kỹ Tam Tinh, Thiên Hổ Quyền, lĩnh ngộ 10%, lĩnh ngộ 20%. Lực lượng không đủ, không thể lĩnh ngộ hoàn mỹ. Cần hấp thụ nguyên khí. Loại lĩnh ngộ này cũng cần thực lực chính mình phối hợp mới có thể đạt tới hoàn mỹ. Có điều bây giờ có chút nguy hiểm. Chỉ có thể kéo dài tới khi hổ cửa giữ lại quay về. Tuấn Thiên ca ca thật uy vũ. Kiều Diễm tiểu thư muốn xử lý hắn như nào? Phế vật bôi nhẹ bản tiểu thư như này, đánh gãy tay chân của hắn rồi đem đi cho chó ăn.
Người nên lôi ra ngoài cho chó ăn là các ngươi, vậy mà dám động vào nam nhân của trẫm. Các ngươi ngông cuồng như vậy, coi trẫm chết rồi hay sao? Bệ hạ. Bệ hạ, người không nên tới, sẽ bị người khác nói mất. Lăng Tiêu ca ca, ta không để tâm người khác nói thế nào cả, đời này ta chỉ gả cho một mình huynh. Ai dám tổn thương huynh, ta diệt cửu tộc của hắn. Bệ hạ tha mạng. Bệ hạ, sao lại như vậy? Thần nữ là con gái của Lễ Bộ Thượng Thư, hơn nữa ta là đệ tử ngoại môn của Liệt Dương Tông, bệ hạ sao có thể vì một tên phế vật này mà giáng tội chúng ta? Liệt Dương Tông ư? Người đang uy hiếp trẫm hay sao? Bệ hạ, đừng động vội nguyên khí, cẩn thận dẫn động hàng thể. Lăng Tiêu ta không thể cả đời trốn ở đằng sau nữ nhân, lần này giao cho ta đi. 3 ngày sau, ta sẽ đích thân đổ lại nỗi nhục ngày hôm nay với các ngươi. Lăng Tiêu ca ca. Nửa canh giờ sau, hậu hoa viên phủ quốc sư. Trước đó bị đám người của Quy Tuấn Thiên đánh, đột nhiên lĩnh ngộ được võ kỹ mà bọn họ thi triển, thì ra đều là công lao ngộ đạo chủng trong cơ thể của mình. Mình có thể cảm nhận được lực lượng của nó đang thức tỉnh trong cơ thể của mình, cảm giác thật thần kỳ. Trời ạ, Lăng Tiêu ca ca muốn bật hách rồi sao? Cảnh giới của huynh ấy cứ vậy mà tăng lên. Thật thoải mái. Trước kia, cơ thể bị gọi là tuyệt mạch phế thể này của mình đang được lực lượng ôn dưỡng từng chút. Đây là nguyên hải của mình cứ vậy ngưng tụ thành công rồi sao? Cảnh giới luyện khí thứ nhất của võ tu, tạo nguyên cảnh. Đợi đã, vẫn chưa kết thúc. Ngộ đạo chủng vẫn đang giúp mình gia tăng lực lượng. Tạo nguyên nhất trọng, tạo nguyên nhị trọng, tạo nguyên tam trọng, tạo nguyên tứ trọng, tạo nguyên ngũ trọng, tạo nguyên lục trọng, tạo nguyên thất trọng, tạo nguyên bát trọng, tạo nguyên cửu trọng. Lăng Tiêu ca ca. Thật tuyệt, từ nay về sau, Lăng Tiêu mình cũng không phải phế vật để mặc người khác ức hiếp nữa. Ngộ đạo chủng, đừng dừng, ta vẫn muốn, tiếp tục xông lên cho ta. Trời ạ, đây là dị tượng thiên địa, là có trọng bảo hiện thế, hay có tiên thiên nguyên thể sinh ra? Hướng đó hình như là phủ quốc sư. Mặc kệ là thật hay giả, qua đó xem thử, có lẽ có thể có được một chút cơ duyên. Cấm vệ quân nghe lệnh, bất cứ ai cũng không được lại gần, kẻ trái lệnh, chém. Rõ. Nửa canh giờ sau, phòng ngủ của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ca ca làm gì mà cứ nhìn ta như vậy? Bởi vì xinh. Nghi nghi, hôm nay cảm ơn muội. Muội đường đường là nữ đế của Đông Đường, mấy năm nay lại vì một phế vật không thể tu luyện như ta. Mà nhá với các đại thần trong triều tới mức quân thần xa cách. Lăng Tiêu ca ca, mấy năm nay ta có thể ngồi vững ở hoàng vị đều là nhờ huynh ở sau lưng giúp ta đưa ra kế sách. Giải quyết vô số vấn đề khó mới khiến ta có được hy vọng như ngày hôm nay. Hơn nữa, mạng của ta cũng là huynh cứu, huynh là nam nhân duy nhất đời này của ta. Không tốt, chết tiệt, hàn khí của Nghi Nghi lại bạo phát rồi sao? Muội kiên trì một lát, ta bây giờ chăm cứu cho muội. Đừng, Lăng Tiêu ca ca, huynh đừng lại gần ta. Hàn khí của ta lần này hung mạnh khác thường, sẽ tổn thương tới huynh. Nghi nghi. Đừng, đừng qua đây, huynh sẽ chết. Tại sao lại như vậy? Chắc là vừa rồi nổi giận, vọng động nguyên khí dẫn tới tác động tới sự bạo phát của hàn thể. Nghi nghi, không sao, không sao, có ta ở đây. Muội kiên trì, bây giờ ta chăm cứu cho muội, muội áp chế hàn khí,
Hàn khí lần này bạo phát hình như mạnh hơn trước đây. Đáng chết, không được tổn thương Lăng Tiêu ca ca, quay lại cho ta. Là lực lượng của Ngộ đạo chủng đang giúp mình ngăn chặn hàn khí. Không tốt, Nghi Nghi, mau tỉnh lại. Nghi Nghi, kiên trì. Thể mệnh nguyên khí, tuyệt hàn nguyên khí, ngưng tụ thành công. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.